Mới đây tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc đã tổ chức buổi tọa đàm hữu nghị giao lưu kết nối tăng cường thương mại giao thương Việt Nam-Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện vụ thị trường châu Á-Thái Bình Dương Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam-Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn và lâu đời, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và cả cấp độ song phương, khu vực và thế giới. Tính đến hết tháng 4 năm 2016, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 12,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015. Sau 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc luôn dẫn đầu về đầu tư nước ngoài cả về số lượng, quy mô dự án với tổng vốn đầu tư đạt trên 49 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc cũng là nhà tài trợ ODA lớn thứ hai cho Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do VKFTA. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường, v.v. Tại buổi tọa đàm đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường hỗ trợ thông tin và kết nối giao thương doanh nghiệp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, COSAM và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những ý tưởng về biện pháp nhằm tăng cường mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược cũng như tình cảm thân thiết giữa nhân dân hai nước.